Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem đường chỉ tay tâm đạo để biết hạnh phúc tương lai và tình duyên ngắn hạn của một người phụ nữ. Khi xem tướng người phụ nữ, nhiều người chú trọng việc xem tướng tay, đặc biệt là xem đường chỉ tay tâm đạo để từ đó đoạn định tình duyên và khả năng sinh nở của phái yếu. Người hợp kết hôn muộn, dễ sinh quý tử sẽ có dạng đường chỉ tay tình duyên ra sao? Xem bói tình duyên có khá nhiều cách, trong đó phương pháp có độ chính xác khá cao chính là xem đường chỉ tay. Theo ghi nhận của tử vi phong thủy, đường chỉ tay tâm đạo cũng có tính cát và hung vừa phải. Cần lưu ý rằng độ lành dữ ở đây chỉ là tới việc kết hôn sớm hay muộn, có sinh được quý tử hay không, gia đình hạnh phúc ấm êm hay không. Có đôi chút bất hòa, hãy cùng xem chi tiết để biết rõ nhé. Với những dạng tình duyên như thế nào, phụ nữ sẽ có đời sống hôn nhân tương ứng ra sao? Về đường chỉ tay tình duyên, đặc biệt hạnh phúc ít ai sánh bằng. Một là ba nhánh đường tâm đạo dài bằng nhau. Chủ nhân của bàn tay này theo tử vi phong thủy dự đoán là người tốt bụng, có trái tim nhân hậu, phối hợp với dung mạo đoan trang, giọng nói nhẹ nhàng, da mặt nhuận hồng, đôi môi đỏ và dày vừa phải. Đây là dung mạo của người vợ vượng phu ích tử, sẽ là chỗ dựa tinh thần vững chắc cho người phối ngẫu. Thường nữ giới có đường chỉ tay kiêu này khoảng 27 tuổi lên xe hoa là hợp lý, nếu lấy được chồng như ý, sinh con ngay sau khi lập gia đình, nhiều khả năng họ sẽ dễ sinh con gái đầu lòng, cuộc sống hôn nhân càng viên mãn, tài lộc càng già càng dư giả. Người nam giới nào gặp được một nửa của đời mình sở hữu bàn tay này, hãy nhanh chóng nắm bắt thời cơ tiến tới hôn nhân càng sớm càng tốt nhé. Dù có phong ba bão táp hay khó khăn vất vả như thế nào, cô ấy vẫn luôn ở bên cạnh chia sẻ với chồng. Hai là cuối đường tâm đạo chia thành hai nhánh giao nhau. Phụ nữ có đường chỉ tay dạng này trong cuộc sống, tử vi phong thủy nhận thấy rằng họ khá may mắn và vui vẻ, kết hôn sớm hay muộn không ảnh hưởng tới chất lượng và hạnh phúc hôn nhân. Họ khá kiên định và chung thủy trong tình yêu. Nếu người chồng giỏi làm ăn, dự đoán ngoài 40 tuổi gia đình sẽ dư giả về tài lộc. Ngược lại, nếu không chọn được người chồng có chí kinh doanh thì phụ nữ có đường chỉ tay dạng này cũng có thể mưu trí tài ba chèo lái cả gia đình. Nhiều khả năng khi ấy họ sẽ là nữ cường nhân và xây dựng được cơ đồ khi ngoài 50 tuổi. Bù lại, người chồng sẽ biết chăm lo cho con cái, hạnh phúc gia đình luôn ấm êm. Một, về đường chỉ tay tình duyên của người phụ nữ khi kết hôn muộn. Một là đường tâm đạo phân thành hai nhánh. Người phụ nữ nào sở hữu bàn tay có đường tâm đạo chia thành hai nhánh ở phần cuối này trong tử vi phong thủy được nhận định là người vượng phu và đào hoa. Họ sẽ phải trải qua một mối tình rồi mới tiến tới hôn nhân vững chắc. Tốt nhất chỉ nên kết hôn khi tình cảm đã đủ chín mùi. Dự đoán càng kết hôn muộn thì gia đình càng ấm êm và hài hòa. Hai là nhánh chính đường tâm đạo đậm và dài nhất. Tử vi phong thủy dựa trên thực tế có tổng kết như sau. Phụ nữ có bàn tay với nhánh chính tâm đạo đậm và dài nhất thuộc tuýp người đào hoa đa tình. Nếu không biết kiểm soát và khống chế cảm xúc, họ dễ rơi vào tình trạng là tình tay ba. Vì nhiều lý do khách quan hoặc tiêu chuẩn chọn người, chọn bạn đời khá cao, họ chỉ hạnh phúc khi kết hôn muộn. Dự đoán ngoài 30 tuổi, người nữ có đường chỉ tay tình duyên dạng này mới tìm được chân ái. Tuy có con muộn nhưng sẽ dễ sinh quý tử nếu là người biết cải sửa tâm tính, biết chăm lo vun vén cho gia đình. Về đường chỉ tay tình duyên ở nữ giới hạnh phúc khi lập gia đình sớm. Một là cuối đường tâm đạo phân thành hai nhánh cùng cong và hướng lên trên. Một vài ghi chép khi xem bói tử vi phong thủy cho rằng đây là đặc điểm của người phụ nữ hòa nhã đoan trang, tính tình khiêm nhường, suy nghĩ chu đáo, chín chắn trong chuyện tình cảm. Phụ nữ có đường chỉ tay dạng này luôn yêu sớm, dễ hạnh phúc trong tình cảm. Dự đoán nếu chọn đúng người sau khi lập gia đình, biết cân đối hài hòa giữa sự nghiệp và hôn nhân thì gia đình sẽ khá giàu sang và hạnh phúc. Còn nếu vợ chồng có đôi chút xung khắc trong bản mệnh, nhiều khả năng họ sẽ sinh con một bề. Hai là gần điểm đầu của đường tâm đạo có 2 đến 3 nhánh nhỏ hướng lên trên. Trong xem bói chỉ tay tử vi phong thủy của người phụ nữ nào có đường chỉ tay dạng này sẽ có đời sống tình cảm phong phú. Trời ban cho bạn một nét duyên ngầm nên có sức hút
Người khác giới ít ai sánh bằng. Nếu biết chung thủy trong tình yêu, chuyên tâm lo lắng cho hạnh phúc gia đình, sẵn sàng hy sinh vì chồng con, họ cũng là dạng phụ nữ vượng phu ích tử điển hình. Kết hôn trước 27 tuổi là nhiều khả năng gia đình sẽ hạnh phúc viên mãn khi vợ chồng bước sang giai đoạn trung niên. Hướng dẫn cách xem chỉ tay về đường tình duyên cho nam và nữ chính xác nhất. Về đường tình duyên hay còn gọi là đường tình cảm và đường hôn nhân là hai đường khác nhau, có thể bạn sẽ hơi nhầm lẫn khi xem tay. Đường tình cảm là đường từ vị trí gốc ngón tay út kéo đến giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, có người đứt đoạn ở giữa, lại có người chia làm hai ba đường dựa vào đường tình cảm để tìm hiểu quan hệ giữa hai người của bạn. Nếu bạn đang thắc mắc rằng tình cảm của mình như thế nào thông qua chỉ tay thì có thể tham khảo bài viết dưới đây. Chúng ta vẫn tuân theo nguyên tắc nam xem tay trái và nữ xem tay phải. Về đường tình cảm, dựa vào đường tình cảm để nhận biết. A. Về tính cách, đường tình cảm là đường từ vị trí gốc ngón tay út kéo dài đến giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa, có người đứt đoạn ở giữa, lại có người chia làm hai ba đường dựa vào đường tình cảm tìm hiểu quan hệ giữa người với người của bạn. Từ đường tình cảm có thể biết được tính cách của bạn, thái độ ăn ở với người khác, nhận biết tính cách tiềm ẩn của mình và xây dựng mối quan hệ người với người trong nghề nghiệp và ngoài đời được tốt hơn. Một là phần đường tình cảm ở giữa ngón tay trỏ và ngón tay giữa có độ cong tự nhiên, là người quan tâm tới người khác, cử chỉ luôn nhã nhặn, thân thiết, ghét sự tranh chấp và đấu đá. Trong nghề nghiệp, dù có sự việc không vui cũng có thể nhẫn nại, chịu đựng, nhường nhịn. Đường tình cảm kéo dài đến gốc ngón trỏ là người luôn giữ được bình tĩnh, biết cách phán đoán sự việc. Do vậy, nếu họ trở thành lãnh đạo sẽ phát triển thuận lợi, nhưng lòng tự tôn tương đối cao nên cần chọn người biết tôn trọng mình và bạn. Về đường tình duyên có dạng đứt gốc của ngón giữa, có nhiều đường vân nhỏ hình bán nguyệt, là người hay quan tâm đến quan hệ giới tính, thích thay đổi tình bạn, nhiệt tình với mọi người và có tính hài ước. Hai là đường tình cảm kéo dài đến gốc của ngón tay trỏ, là người luôn giữ được bình tĩnh, biết phán đoán sự việc. Do vậy, nếu họ trở thành lãnh đạo sẽ phát triển thuận lợi, nhưng lòng tự tôn tương đối cao nên cần chọn người biết tôn trọng mình và tôn trọng bạn. Ba là đường tình cảm có dạng đứt gốc của ngón giữa, nhiều đường vân nhỏ hình bán nguyệt, là người luôn quan tâm đến quan hệ giới tính, thích thay đổi tình bạn, nhiệt tình với mọi người và có tính hài ước. Trên đường tình duyên có nhiều vân đi ngược, là người có trách nhiệm trong tình cảm và luôn vui vẻ. Đoạn trước đường tình duyên có đường vân nhỏ, quay xuống là người tận tâm tận lực với người mình yêu, tính cách tốt, dễ bị lừa gạt hoặc bị cuốn hút vào vòng tranh chấp. 4 là trên đường tình cảm có nhiều đường vân nhỏ ngược lên, là người có trách nhiệm trong tình cảm và luôn vui vẻ. 5 là đoạn trước đường tình cảm có đường vân nhỏ quay xuống, là người tận tâm tận lực với đối tượng mình yêu, tính cách tốt, dễ bị lừa gạt hoặc dễ bị cuốn hút vào vòng tranh chấp. 6 là đoạn trước đường tình cảm phân nhánh 3, là người luôn thể hiện tình cảm, đặc biệt chăm sóc người mình yêu quý và lạnh lùng đùa cợt với người mình không yêu thích. 7 là đường tình cảm phân làm hai ở gốc ngón giữa, là người nhân phẩm thành thực, không thiên về ngôn từ, cá tính hướng nội, do vậy rất khó kết thân với người khác, nhưng với người bạn can đảm, thẳng thắn thì tình bạn giữa họ duy trì rất lâu dài. 8 là đường tình cảm bị đứt có nhiều vân nhỏ, là tâm tính tốt, vui vẻ nhưng thất thường, dễ cáu giận. 9 là phía dưới đường tình cảm xuất hiện nhiều đường vân nhỏ, là loại người hời hợt nông nổi, bất kể ai cũng đều thích, tuy nhiên do khéo léo che đậy thì nên ít bị ác. 10 là đường sinh mệnh, đường trí tuệ, đường tình cảm tụ tập ở một chỗ, là người ít biểu hiện nội tâm lạnh lùng nhưng kỳ thực nhiều ham muốn. Sự mạnh dạn và hành động và sự lạnh lùng bên ngoài làm tăng thêm ma lực thần kỳ của cá nhân mình. B là sự bền vững của tình yêu, từ tướng tay có thể tìm hiểu sự hòa hợp và bền vững của tình yêu. Xin hãy tham khảo những ý kiến sau. Đôi bên đều thích nhau, thường tiến đến nhau, quan hệ giới tính và không kiềm chế được dục vọng quá mãnh liệt. 2 là nam tính A và nữ tính B. Nam giới thuộc loại ham muốn quan hệ giới tính, nữ giới là lãnh đạm nên không
Hòa hợp trong giao hợp, nam giới dễ nảy sinh hứng thú ngoại tình. Về đường công danh chủ yếu biểu thị vận thế xã hội của cá nhân. Trong đường vân chủ yếu của tướng tay, khó nhất là tìm hiểu sự biến đổi. Từ đường công danh có thể hiểu được sự thay đổi vận mệnh của công việc hoặc tiền bạc. Dựa vào đường công danh để tìm hiểu, A là về tính cách, giữa bàn tay có một đường vân thẳng kéo dài, hình dạng của mỗi người khác nhau, phổ biến nhất là kéo dài từ bàn tay hướng vào gốc của ngón giữa. Một là đường công danh kéo dài thẳng, là người rộng rãi. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem chỉ tay để đoán về đường tài lộc. Về chín đường vân tay lắm tiền nhiều của, nếu có một trong những đường vân dưới đây, mệnh chủ không giàu thì sang, được hưởng một cuộc sống trải đầy vinh hoa và phú quý. Một là vân tài vận. Vân tài vận chính là đường vân nằm ngay dưới ngón đeo nhẫn, kéo dài theo phương thẳng đứng xuống phía lòng bàn tay. Người có đường vân tài vận thường có tài kinh doanh buôn bán thiên bẩm. Nếu làm trong lĩnh vực này thì tiền tài nhiều như nước, dồi dào mãi không cạn. Ngoài ra người này cũng giỏi về các giao dịch tài chính khác. Hai là vân ngôi sao. Nếu trên bàn tay có hình vân ngôi sao nằm ngay ở gò thủy tinh bên dưới ngón tay út là dấu hiệu phát tài bất ngờ. Dù là nguồn chính tài hay là phụ tài đều tăng đột biến. Ngoài ra con cái của người này cũng có tài vận tốt, cuộc sống sung túc giàu có. Theo đó người này được hưởng phúc lộc về con cháu khi về già. Ba là vân hình chữ tỉnh. Ngay trên gò mộc tinh dưới ngón tay trỏ có hình vân chữ tỉnh hoặc chữ thập, cho biết chủ nhân có đường chỉ tay này là có sức ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp, do đó gặt hái được nhiều thành công, tài phúc trong cuộc đời. 4 là vân chữ điền. Nếu trên đường chỉ tay sự nghiệp và cạnh đường sinh mệnh có vân hình chữ điền là dấu hiệu cho thấy mệnh chủ thích hợp với những ngành nghề như bất động sản, khoáng sản hoặc làm luật sư. Chuyên gia tư vấn, chuyên viên về đào tạo cũng dễ phát tài phát lộc, hưởng cuộc sống vinh hoa và phú quý. 5 là vân hào trạch. Vân hào trạch hay còn gọi là vân kim phong tử, nằm ở dưới ngón tay đeo nhẫn. Người có đường vân này là có số may mắn về tài lộc, dễ phát đại tại, nhiều cơ hội kiếm tiền, dễ kinh doanh, chuyên ngành sở hữu công ty hoặc tập đoàn lớn. 6 là vân đen. Thoạt nhìn vân đen này giống như nốt ruồi đen, tuy nhiên có kích thước lớn hơn nhiều so với nốt ruồi. Người có vân đen dễ phát tài phát lộc, số mệnh cũng giàu sang phú quý. Tuy nhiên khi nắm bàn tay một cách tự nhiên, vân đen này phải nằm gọn trong lòng bàn tay, nếu lộ ra ngoài sẽ không tốt. 7 là vân công ấn. Sở dĩ có tên là vân công ấn vì nó có hình dạng như chiếc ấn tròn dùng để đóng dấu trong công việc. Người có vân công ấn ở bàn tay, vị trí ngay dưới ngón tay cái là thích hợp làm công việc cơ quan, chính phủ hoặc những việc có liên quan tiếp xúc với bộ máy cấp cao của nhà nước. Theo đó, người này có cuộc sống giàu sang, phần lớn đều là đại gia và người này khá nhiều vợ. 8 là vân ngộ quý. Vân ngộ quý nghĩa là gặp được quý nhân phù trợ trên bàn tay. Đường vân này bắt đầu từ vị trí giao giữa càn cung và đường chỉ tay sự nghiệp. Người có vân ngộ quý thường giỏi giao tiếp, cuộc sống gia đình hòa thuận, nhân duyên tốt, dễ gặp được người tương trợ, giúp sức và sự nghiệp nên tiền đồ sáng lạng, công thành danh toại để phát tài phát lộc. 9 là vân tổ vệ. Người có vân tổ vệ hay gọi là vân tổ trí, nằm ở ngay vị trí chính giữa khảm cung và đường chỉ tay sự nghiệp, có nghĩa là được tổ tiên che chở hậu thuẫn. Đa phần người có vân này đều được thừa hưởng sản nghiệp của tổ tiên để lại nên dễ dàng giàu có. Về 7 đường vân tay, chỉ tay báo hiệu cuộc đời sung túc, lắm tiền nhiều của người phụ nữ. Phụ nữ sở hữu bàn tay có những đường vân này, chỉ tay quý báu này sẽ vô cùng sung sướng, cuộc đời ít khi phải lo lắng. Một là chỉ tay hình chữ nhất. Bàn tay chữ nhất được định nghĩa là trí đạo, tâm đạo nhập làm một. Đường chỉ tay chạy ngang bàn tay, vì tâm và trí là một nên họ đem đến khả năng suy nghĩ của mình, biến ham muốn của mình thành sự thật. Do vậy họ thường thành công hơn người khác. Với khả năng tập trung như vậy, họ có khả năng phát minh sáng tạo hơn người thường. 2 là đường vân đen. Thoạt nhìn vân đen này giống như nốt ruồi đen, tuy nhiên có kích thước lớn hơn so nhiều với nốt ruồi. Người có vân đen dễ phát tài phát lộc, số mệnh giàu sang phú quý. Tuy nhiên khi nắm bàn tay một cách tự nhiên, vân đen phải nằm gọn trong lòng bàn tay, để lộ ra ngoài thì không có tác dụng. 3 là vân tài vận.
Đường vân này nằm ngay dưới ngón đeo nhẫn, kéo dài thẳng đứng xuống phía cuối lòng bàn tay. Người có những đường vân này, đời may mắn, tài giỏi, tiền tài nhiều như nước. 4 là vân ngôi sao. Vân tay này nằm dưới ngón tay út. Đây là dấu hiệu của sự phát tài phát lộc, báo hiệu cuộc đời ắt giàu sang, nguồn tài chính nhất định tăng đột biến. Ngoài ra con cái của người này cũng được hưởng phúc lộc từ cha mẹ. 5 là đường chỉ tay tam xiên. Không có nhiều người có chỉ tay như thế này. Đây là một dấu hiệu quý hiếm, chỉ ra người này có mối quan hệ xã hội rộng lớn và dần trở nên giàu có. Những người có chỉ tay tam xiên thường dựa theo sức mình, sự cố gắng và nỗ lực của bản thân để làm giàu. 6 là vân hào trạch. Vân hào trạch hay còn gọi là vân phòng tử, nằm dưới ngón tay đeo nhẫn. Người có đường vân này là có số may mắn về tài lộc, dễ phát tài phát lộc, có nhiều cơ hội kiếm tiền, dễ kinh doanh chuyên ngành, sở hữu công ty hoặc tập đoàn lớn. 7 là lòng bàn tay có hình chữ M. Những người có chữ M trong lòng bàn tay, cuộc đời hưởng nhiều may mắn, giàu sang phú quý hơn người. Trên thực tế, có rất nhiều tỷ phú, chính khách nổi tiếng sở hữu tướng tay này. Trên đường số mệnh có một nhánh chạm tới đường Thái Dương thì đây cũng gọi là dấu hiệu đáng mừng, báo hiệu cho sự giàu có. Trên bàn tay có ký tự đuôi cá, chi phối cuối đường đời thì chủ nhân này sẽ có một cuộc sống thịnh vượng, không phải lo chuyện tiền bạc. Đường Thái Dương tách ra làm ba, những người này thường có mối quan hệ rộng rãi và nhanh chóng trở nên giàu có. Nếu bàn tay có một vòng xuất hiện ở cổ tay thì nhất định sẽ được hưởng cuộc sống như vua, không cần bận tâm đến chuyện tiền bạc. Bàn tay có hình chữ M được tạo từ các đường tâm đạo, chí đạo, số mệnh và đường đời. Đây là biểu hiện của người có tiền. Nhìn đôi bàn tay chọn ngay được vợ ưng ý, cái gì cũng giỏi. Muốn có được một cô vợ ưng ý, điều đầu tiên người đàn ông cần xem chính là đôi bàn tay của nàng. Một là bàn tay có đường vận mệnh thẳng đứng. Những người có đường vận mệnh thẳng đứng trên bàn tay người phụ nữ là có ảnh hưởng đặc biệt, cho thấy ý thức của cái tôi của họ quá mạnh. Do đó coi trọng sự nghiệp nên họ muốn dựa vào khả năng của mình để thâu tóm tất cả. Về mặt hôn nhân, yêu cầu đối với người bạn đời của họ cũng rất cao. Nói chung họ muốn người bạn đời phải phục tùng mình. Vì vậy mà hai bên thường xuyên có những tranh chấp, người chồng cũng không chịu để họ làm phiền. 2. 10 đầu ngón tay có hình xoắn ốc. Tất cả 10 đầu ngón tay đều hiện lên hình xoắn ốc, cho thấy đây là người phụ nữ quá coi trọng cái tôi, thích ra lệnh cho người khác, là người tự ti hay cố chấp, không thể nói chuyện với người khác một cách thoải mái được. Do không thể thuyết phục được chồng mà thái độ của họ cũng ngày càng một lạnh nhạt, thường coi tình cảm hôn nhân chỉ là phụ, vì vậy tình cảm có nguy cơ đổ vỡ. 2 là đường tình cảm gián đoạn. Đường tình cảm trên bàn tay bị gián đoạn cho thấy người phụ nữ đã bị tổn thương rất nhiều về mặt tình cảm. Vì vậy họ luôn hoài nghi, dễ bị hiểu lầm là người phụ nữ thất bại. Trong hôn nhân họ luôn nghi ngờ và truy hỏi bạn đời, khiến người bạn đời cảm thấy không được thoải mái, dẫn tới hai bên có nhiều xung đột. Ngoài ra dấu hiệu gián đoạn của đường tình cảm cũng cho họ thấy vận mệnh của người chồng dễ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bản thân có thể phải chịu cảnh ở góa. 3 là về đường trí tuệ đứt nối liên tiếp. Bàn tay người phụ nữ có đường trí tuệ đứt nối liên tiếp cho thấy đây là người phụ nữ rất coi trọng sự nghiệp, khát khao có quyền thế, vì vậy mà họ rất lạnh nhạt với chuyện tình cảm, có tham vọng mãnh liệt với quyền thế. Khi chọn đối tượng, phần lớn họ xem xét tới điều kiện vật chất của đối tượng ra sao mà không suy xét tới tình cảm của hai bên có hòa hợp hay không. Vì vậy mà cho dù kết hôn vô hình dung, hai bên đều phải chịu áp lực quá lớn, hôn nhân sẽ không có hạnh phúc. 4 là bàn tay có chữ thập ở cuối đường trí tuệ. Trong cuộc sống ngày nay, chúng ta thường bắt gặp những người khi đã yêu một người thì luôn tưởng ra rất nhiều chuyện, giả tưởng và liên tưởng đến những người không liên quan, tới mức giận một cách vô duyên vô cớ. Mặc dù những chuyện đó không phải xuất phát từ ác ý nhưng lại thường khiến đối phương cảm thấy mệt mỏi và khó chịu. Những người vợ này thuộc kiểu người thích lo chuyện không đâu hay ghen bóng ghen gió. Sở hữu một trong bốn đường chỉ tay sau đây.
bạn muốn nghèo cũng không được. Nhìn vào các đường chỉ tay có thể phán đoán về tương lai cũng như tài vận của mỗi người. Vậy thì người có đường chỉ tay như thế nào thì cả đời giàu sang phú quý và hạnh phúc mỹ mãn. Một là về đường tài vận. Đường tài vận còn gọi là đường thủy tinh, là chỉ đường ngắn thẳng nằm chỗ gò thủy tinh ở cuối ngón út, biểu thị sự tài vận tốt xấu của một người. Người có đường tài vận thô và rõ rệt là người có tài vận tốt. Người có tướng tay như vậy sẽ nhanh phát tài, giỏi trong việc đầu tư và tiền bạc để kiếm lời, hơn nữa càng làm càng giàu. Khi đường tài vận xuất hiện khoảng giữa gò thủy tinh và gò thái dương, người như vậy sẽ thường kiếm tiền trong lĩnh vực cổ phiếu hoặc bất động sản. Hai là đường tiền tài. Đường tiền tài là chỉ các đường ở giữa gò thủy tinh với ngón út và ngón thái dương, dưới ngón tay vô danh, chỉ tay nghiêng và nhỏ. Số lượng chỉ thì người có nhiều và người có ít. Người có đường tiền tài càng nhiều thì tài vận càng phát, dễ kiếm tiền, đặc biệt như được thưởng trong công việc hoặc bốc thăm trúng thưởng. Ba là văn tinh. Nếu các văn tinh, những chỉ tay hình ngôi sao xuất hiện tại gò thái dương hoặc gò mộc tinh đều biểu thị người này có phúc phận vô cùng tốt, dễ có được những vận may và cơ hội nằm ngoài ý muốn, kiếm tiền rất dễ. Chỉ là nếu sau khi xuất hiện tinh văn mà người đó không giỏi bắt cơ hội, nỗ lực hành động thì sẽ không có kết quả gì và nó cũng sẽ dần mất đi. 4 là về đường trí tuệ. Nếu như phần đầu của đường trí tuệ có nhánh kéo dài và hướng lên trên, biểu thị người này có đầu óc kinh doanh vô cùng tốt và có quan hệ về tiền bạc rất rành mạch, có thể lợi dụng tất cả mọi cơ hội để kiếm tiền, thường kiếm được tiền nằm ngoài dự định. Tuy nhiên, mẫu người này rất tiết kiệm tiền và ít tiêu. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Xem bàn tay cô gái lấy chồng đại gia có gì đặc biệt? Thân con gái như hạt mưa sa, biết được sẽ về bến đục hay trong. Người ta vẫn nói may mắn mới lấy được chồng đại gia. Kỳ thực, điều này do số mệnh an bài phần nào. Chẳng thế mà nhìn tướng tay con gái có thể đoán định được về tấm chồng mà cô có sau này. Để biết bạn có lấy chồng đại gia hay không, đừng bỏ qua bài viết này nhé. Một là vân tiền tài sáng rõ. Trong nhân tướng học, đường vân tiền tài là những đường chỉ tay xiên bên dưới ngón đeo nhẫn và ngón út. Đây là đường chỉ tay báo hiệu người này tài lộc dồi dào, vận mệnh giàu sang phú quý. Đặc biệt nếu ở lòng bàn tay nữ mệnh lại xuất hiện những đường chỉ tay tiền tài sáng rõ thì mệnh chủ tài vận rất có thể đến từ đường hôn nhân, cũng có nghĩa là cô gái này có nhiều khả năng sẽ lấy chồng đại gia. Hai là đường tình cảm dài và đậm rõ. Xem tướng bàn tay thì một trong những tướng tay của cô gái lấy chồng giàu sang phú quý chính là thể hiện qua đường tình cảm. Những cô gái có đường tình cảm chạy dài, đậm rõ, không bị cắt xiên nhiều trong lòng bàn tay thì chuyện đó được tấm chồng tốt với cô là quá dễ dàng. Thậm chí người chồng này chẳng biết nhiều tiền của mà còn rất yêu chiều nàng nữa. Mọi người đều biết đường tình cảm là đường chỉ tay thể hiện cuộc sống tình cảm của một người. Với cô gái có tướng bàn tay như vậy thì cuộc sống sau hôn nhân của họ sẽ vô cùng hạnh phúc. Người ta hay e sợ lấy chồng hào môn dễ phải chịu nhiều ấm ức, nhưng với mệnh chủ dường như họ được thần tình yêu che chở nên ung dung tự tại giữa biển tình bao la, chẳng phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền. Ba là đường tài vận đậm rõ. Những cô gái mà xòe tay ra thấy ngay đường tài vận vô cùng đậm nét sáng rõ thì dù làm gì cũng dễ dàng thành công, thuận lợi xôn sẻ, giành được những gì mình muốn. Trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong công việc, họ được quý nhân nâng đỡ rất nhiều. Dù khó khăn, sẽ có người đưa tay tương trợ để vượt qua cửa ải ngặt nghèo. Quý nhân cũng là người đưa lối dẫn đường cho cô nàng gặp được người trăm năm tâm đầu ý hợp, có cuộc sống của thiếu phu nhân gia đình giàu sang phú quý, sống một cuộc sống mà bao người phải mơ ước. 4 là lòng bàn tay hồng hào tươi sáng. Những cô gái lấy chồng đại gia khi xem tướng tay thường thấy rằng trong lòng bàn tay của họ có nhiều màu sắc hồng tươi sáng vô cùng. Đây cũng là tướng tay của những nữ cường nhân.
Những người phụ nữ giành được nhiều thành công rực rỡ trên con đường sự nghiệp, đồng thời đường tài vận cá nhân họ cũng cực kỳ hanh thông và rộng mở. Cô gái này lấy chồng xong được người ấy yêu thương chăm sóc rất nhiều, lòng bàn tay mềm mại hồng hào của cô gái lấy chồng đại gia hoàn toàn khác với những cô gái có bàn tay thô ráp, bởi đó là tướng tay của nữ mệnh khổ. Dù có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa thì cũng khó mà có khả năng lấy được người chồng giỏi giang trong chuyện làm giàu. Năm là có nốt ruồi trong lòng bàn tay. Nốt ruồi mang rất nhiều ý nghĩa trong nhân tướng học, tuy nhiên thông thường thì nốt ruồi trong lòng bàn tay luôn mang ý nghĩa vô cùng may mắn, đại diện cho trí tuệ và tiền tài. Đây cũng là nốt ruồi mang lại phúc khí cho người phụ nữ. Những cô gái may mắn có được tướng tay như vậy có thể được gả cho nhà chồng giàu sang phú quý nhờ trí tuệ và sự khéo léo của mình. Đường hôn nhân của cô gái có nốt ruồi trong lòng bàn tay cũng rất tốt, họ sống hạnh phúc trong nhung lụa. Còn nếu bên dưới đường tình cảm của cô gái có một đường vân hình chữ thập thì chắc chắn là đường tình duyên và hôn nhân của nàng cực kỳ tốt đẹp. Chuyện lấy chồng đại gia hoàn toàn phụ thuộc vào ý thích của nàng mà thôi. Phần 2 là xem chỉ tay nam giới bói chỉ tay đàn ông đoán sự nghiệp và tình duyên. Xem chỉ tay nam giới, xem chỉ tay của người đàn ông. Bói chỉ tay nam, xem chỉ tay con trai, xem tướng chỉ tay nam đoán đường tình duyên và vận mệnh sự nghiệp. Một là xem chỉ tay cơ bản về nhân tướng học chỉ tay. Từ xa xưa, phương pháp xem chỉ tay, xem bói chỉ tay vẫn được dùng để luận giải về vận mệnh, công danh, tình duyên cuộc đời của con người. Trải qua nhiều năm tích lũy và đúc rút kinh nghiệm, hiện tại thuật xem tướng chỉ tay vẫn được tiếp tục nghiên cứu và phát triển để giải đáp thắc mắc xem bói chỉ tay có đúng không. Mời bạn hãy tham khảo những thông tin trong bài viết dưới đây. Khi con người sinh ra, trên lòng bàn tay đã xuất hiện các đường chỉ tay, mỗi người sẽ có những đường vân chỉ tay với các hình dạng độ mờ nhạt rõ ràng khác nhau. Về nhân tướng học, đường chỉ tay thì coi đó chính là những ẩn số về vận mệnh của đời người cần được làm rõ. Khi xem tướng bàn tay sẽ có những cách xem khác nhau, như xem 4 đường chỉ tay, xem 3 đường chỉ tay hay xem 2 đường chỉ tay. Tuy nhiên trên bất cứ bàn tay nào cũng có 3 đường cơ bản nhất, to rõ ràng nhất, bao gồm 1 là đường sinh đạo hay còn gọi là đường số mệnh, đường sinh mệnh. 2 là đường trí đạo, còn gọi là đường lý tính, đường trí năng, đường học hành hay đường trí tuệ. 3 là đường tâm đạo, đường tình cảm, gọi tắt là đường tình. Ngoài ra 3 đường chỉ tay cơ bản như trên thì còn có các đường chỉ tay khác mà không phải ai cũng có, như đường sự nghiệp, đường sức khỏe, đường tài năng, đường may mắn, đường hôn nhân và đường con cái. Thuật xem tướng số bằng chỉ tay, xem tướng chỉ tay ra đời luận đoán về thế nhân sinh, sức khỏe, tâm lý, nhân cách và cuộc đời của người đó. Ngoài ra, xem bói qua chỉ tay còn là dấu hiệu nhận biết sinh mệnh theo từng giai đoạn. Xem bói đường chỉ tay, xem tướng chỉ tay chính xác là chìa khóa mở ra những thông tin vô cùng hữu ích, giúp cho con người nắm rõ được năng lực, lợi thế của bản thân, cũng như những thiếu sót để từ đó biết cách phát huy thế mạnh và hạn chế điểm yếu, dần dần vươn lên nắm lấy số mệnh của chính mình. 2 là xem bói chỉ tay nam giới đoán vận mệnh về tình duyên. Nhiều người thắc mắc xem chỉ tay nam giới tay nào là vì chưa nghiên cứu cụ thể về bộ môn nhân tướng học. Theo các nhà nhân tướng học, khi xem chỉ tay nam giới, người ta sẽ tuân thủ theo quy tắc nam tả nữ hữu, tức là xem chỉ tay đàn ông là xem tay bên trái, còn xem chỉ tay nữ giới là xem tay bên phải. Thông thường trên bàn tay mỗi người đều có nhiều đường chỉ tay cơ bản như đường tâm đạo, đường sinh đạo, đường trí đạo và đường hôn nhân. Xem chỉ tay nam giới qua sinh mệnh, bói chỉ tay nam giới có thể biết phần nào về người đàn ông đó phải là người có năng lực sâu sắc hay có quan tâm tới gia đình của mình hay không. Người đàn ông có đôi bàn tay cứng rắn, các đầu ngón tay hình như cái xẻng, hơi thô là người giàu sức sống, kết hợp với đường sinh mệnh kéo dài xuống gần cổ tay, gò kim tinh đầy đặn thì đó là người có thể lực siêu phàm, nhu cầu cần tình dục rất mạnh. Xem chỉ tay con trai, nam giới có bàn tay tỷ lệ tương xứng với các ngón tay, các gò nổi lên đều đặn thì đó là người có tinh lực dồi dào, là chỗ dựa vững chắc cho gia đình. Bàn tay này nếu có thêm đường vận mệnh hoặc đường công danh kéo từ trên xuống thì được coi là một đấng nam nhi tài giỏi.
Xem chỉ tay ở nam giới qua đường tình cảm, về đường tình cảm trên bàn tay nam giới nếu không cùng một hướng mà đứt đoạn, phân nhánh hỗn loạn, cộng thêm đường tình dục hoặc vòng kim tinh nhiều thì đó là người khó khống chế được ham muốn tình dục. Ngoài ra xem chỉ tay tình duyên cho nam nếu đường hôn nhân bị phân tán, đường trí tuệ không rõ ràng thì đó có thể là một kẻ biến thái, sống giả tạo và có tính lừa đảo khác người. Xem chỉ tay đàn ông qua đường trí tuệ. Xem chỉ tay nam, đường tình duyên quá ngắn là người thể hiện tình cảm lộ liễu, khó khống chế được bản thân nên hay dùng cái tôi làm bản thể. Nếu bàn tay có thêm đường trí tuệ ngắn nữa thì đó là người xử lý công việc khá thẳng thắn. Đàn ông có ngón tay dài, khớp rõ ràng là những người thường theo đuổi lý luận. Nếu có thêm đường trí tuệ cong và dài đi xuống đoạn giữa gò nguyệt thì người này rất coi trọng những nhu cầu về mặt tinh thần. Xem chữ tay sự nghiệp của người đàn ông. Theo thuật xem tướng, nam giới có đường chỉ tay sự nghiệp kết thúc khi chạy tới gần vị trí đường tâm đạo thì đó là người thường làm việc theo cảm tính, dễ đưa ra những quyết định chủ quan mà không màng có ý kiến của những người xung quanh. Người này nếu trở thành lãnh đạo thì rất khó tính, nhưng họ là những người cứng rắn, có cá tính mạnh mẽ, đầu óc chiến lược nên sự nghiệp khá vẻ vang. Xem tướng chỉ tay đàn ông nếu có đường sự nghiệp kết thúc ở đường tình duyên, nói lên sự nghiệp của người này thường bị ảnh hưởng rất nhiều bởi chuyện tình cảm. Trong công việc cũng như cuộc sống, họ sẽ phụ thuộc rất nhiều vào chuyện tình cảm để đưa ra quyết định cho mình. Xem chỉ tay ở nam nếu có đường thẳng bắt đầu từ đường sinh mệnh đi lên trên là những đường biểu hiện cho sự khó khăn và thử thách trong công việc. Đây được coi là những chướng ngại vật thử thách khả năng và ý chí của người đàn ông. Nếu có thể vượt qua thì sự nghiệp sẽ có bước tiến đáng kể. Còn nếu đường này chạy thẳng tới ngón trỏ thì đó là đường mơ ước, nghĩa là người này gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bói chỉ tay nam giới có đường sự nghiệp bị đứt đoạn là hàm ý công việc không như ý hay thay đổi dịch chuyển. Người này luôn muốn đạt được trải nghiệm, tìm kiếm những điều mới lạ trong cuộc sống. Chính vì vậy mà họ không ngần ngại thay đổi công việc để thỏa mãn đam mê sở thích của mình. Xem chỉ tay đàn ông có hai đường sự nghiệp chạy song song với nhau là ám chỉ rằng họ có cơ hội thành công lớn về sự nghiệp thứ hai của mình. Nghĩa là sự thành công không phải là ngành nghề đúng chuyên môn mà là ở ngành nghề tay trái. Thường những người này có xu hướng đam mê kinh doanh và nhiều tài lẻ. Xem chỉ tay chính là thuật tiên đoán từ xa xưa nhằm tìm hiểu khai phá tương lai qua các đường chỉ tay. Những thông tin về xem chỉ tay nam giới, chỉ tay đàn ông, bói chỉ tay nam trên phần nào nói lên được tính cách và vận mệnh, công danh, tình duyên, sức khỏe của một người đàn ông. Ngoài ra bạn có thể tham khảo thêm các bài viết thuật xem tướng đàn ông đoán số mệnh đã được tổng hợp trên website của chúng tôi. Đừng tiếc like và comment khi xem video này. Tay có nét tướng này đảm bảo trung niên sẽ phát tài phát lộc, tiền nhiều như núi. Nếu bạn thắc mắc sao mình làm vất vả sớm hôm mãi chẳng giàu thì hãy xem ngay có phải bạn đang sở hữu những tướng tay mà đến trung niên mới phát tài phát lộc không nhé. Một là đường sự nghiệp và đường tình cảm nối với nhau và chạy về hướng ngón tay trỏ. Khi đường sự nghiệp chạy cắt ngang đường tình cảm và nối với nó ở điểm khởi đầu thì đó là dấu hiệu thấy mối quan hệ nhất định giữa tiền đồ và sự nghiệp với tình cảm của người này. Đặc biệt khi xem tướng tay, nếu như thấy đường sự nghiệp chạy về hướng ngón trỏ thì điều đó có nghĩa là nếu chuyện tình cảm của người này chưa ổn định thì khó có thể giành được thành tựu trong sự nghiệp. Đây là ví dụ điển hình cho việc thành ra rồi mới lập nghiệp. Những người thuộc mẫu này dễ vì những biến cố tình cảm mà không thể tập trung vào việc và tiếp tục cuộc sống của mình. Nhưng chỉ cần với đời sống tình cảm, họ ổn định, đã kết hôn lập gia đình thuận lợi là họ hoàn toàn tập trung toàn bộ sức lực vào công việc và thu về những thành quả tốt đẹp. Người này trừ khi kết hôn sớm, nếu không khó thành danh từ khi còn trẻ, là tướng người phải chờ tới trung niên mới phát tài phát lộc. Họ thường sẽ may mắn gặp được người bạn đời là người hết lòng ủng hộ cho sự nghiệp của mình, cũng thuộc tướng vượng phu ích tử. Thời trẻ, lý do mà họ khó thành công thường là do tính tình sốc nổi hoặc
năng lực không đủ để dẫn đến nhiều trắc trở khó khăn, tài vận cũng vì thế mà kém sắc. Song dần theo thời gian tuổi tác tăng lên, tính cách cũng chín chắn trưởng thành hơn, họ cũng mất không ít công sức để bồi dưỡng năng lực của bản thân, cũng như thiết kế mở rộng các mối quan hệ nên sự nghiệp không ngừng đi lên và giành được những thành công vang dội. Tiền bạc kiếm về cũng ngày càng nhiều và dồi dào. Hai là điểm khởi đầu của đường sự nghiệp giao với đường trí tuệ. Nếu như bạn sở hữu tướng tay này, có đường sự nghiệp và đường trí tuệ giao nhau ở điểm khởi đầu, thì sự nghiệp của bạn thường thành công khá muộn. Thông thường, theo nhân tướng học, đây là người có tướng tay trung niên phát tài, càng già lại càng nhiều tiền. Đặc biệt, từ sau tuổi 35 trở đi, họ sẽ có được sự nghiệp vững vàng và có thể giành được nhiều lợi ích từ công việc của mình. Thời trẻ, họ thường kém may mắn khi gặp phải không ít khó khăn. Đừng quá lo lắng nếu thấy mình chật vật mà không thành công. Chỉ cần giữ được tinh thần vững vàng, không nhụt chí lùi bước thì chắc chắn sẽ có được những điều mình mong muốn. Ba là đường sự nghiệp từ nhạt chuyển sang đậm. Nếu như đường sự nghiệp bắt đầu với nét chỉ nhạt, sau đó càng ngày kéo dài thì càng đậm hơn, đó là dấu hiệu cho thấy người này sự nghiệp thành công tỷ lệ thuận với sự gia tăng của tuổi tác, tức là khi đã đứng tuổi mới có được thành quả lớn lao. 4 là ngón tay cái có hoa tay. Nếu ngón tay cái có hoa tay vòng tròn, thông thường thì người này từ thời trẻ đã gặt hái được không ít thành công. Nhưng nếu như hoa tay ở ngón tay cái bao bên ngoài là hình núi thì người này cần phải đến tuổi trung niên mới phát tài được. 5 là bàn tay có đường cắt ngang. Đường cắt ngang ở đây nói đến trường hợp tình cảm và đường hôn nhân hợp lại thành một đường và chạy ngang từ đầu này sang đầu kia và chia lòng bàn tay ra làm đôi. Người này có tướng bàn tay, thường tính cách thẳng thắn, cương trực, có năng lực làm việc tốt, cũng rất có tinh thần trách nhiệm, dù gặp phải khó khăn thế nào cũng thích tự mình giải quyết chứ không bao giờ ỷ lại hay bỏ cuộc. Họ thường sẽ đạt được nhiều thành công trong sự nghiệp, đặc biệt là nam giới là người coi trọng sự nghiệp, mang nhiều tham vọng, nữ giới là người phụ nữ của công việc, quyết tâm của họ chẳng thua kém gì nam giới. Người này tài vận không tồi, chỉ hiềm nỗi là tài lộc đến hơi muộn, thường phải sau tuổi 30 tài vận mới bắt đầu khởi sắc. 6 là bàn tay có vân phụng hoàng. Vân phụng hoàng là đường phân nhánh giống đuôi phượng ở giữa đường tình cảm. Người này thường kết hôn là sự nghiệp dần đi lên, bạn đời là người giỏi giang, có thể hưởng nhiều phúc lộc từ vợ chồng. 7 ngón trỏ và ngón đeo nhẫn bằng nhau. Là người dễ dàng nhận biết được tướng phát tài, người có tướng tay này có tính độc lập rất cao, tài vận cực kỳ thuận lợi. Họ rất giỏi kiếm tiền, sau tuổi 30 thành công danh toại, sự nghiệp lên ngôi. Tuy nhiên nữ mệnh tính cách có phần mạnh mẽ giống đàn ông, tuy sự nghiệp ổn định nhưng không được hưởng an nhàn, thường do hôn nhân kém phần hạnh phúc. Song nếu kết hôn muộn thì vận khí có thể tốt hơn. Từ 30 tuổi trở đi mọi chuyện thuận lợi, chẳng những gia đình hòa thuận mà còn đại phú đại nghĩa. Biết rõ đường công danh để bách chiến bách thắng trong sự nghiệp. Ngoài 4 đường chỉ tay cơ bản, ít ai có để ý đến đường công danh trên bàn tay, trong khi đường này khá quan trọng đối với cuộc đời của mỗi người. Trên bàn tay mỗi người đều có 4 đường chỉ tay cơ bản mà ai cũng có thể tự mình xem cho mình. Đó là đường sinh đạo, đường tâm đạo, đường trí đạo và đường định mệnh. Tuy nhiên, ít ai để ý đến đường công danh cho biết mức độ thành đạt trong sự nghiệp của mỗi người. Nắm biết được điều này, bạn có thể chủ động điều chỉnh cuộc sống sao cho phù hợp với tình hình thực tế để bách chiến bách thắng, làm gì cũng gặt hái được thành công. Một là vị trí đường công danh. Trong lòng bàn tay, đường công danh là một đường vân dài song song với đường chỉ tay định mệnh. Đường này xuất phát từ ngón út và có thể kéo dài xuống tận đáy lòng bàn tay. Đường công danh cho biết mức độ thành công trong sự nghiệp của mỗi người, biểu thị người đó gặt hái được những thành công gì cho sự nỗ lực đóng góp của mình. Ngoài ra, một số ý kiến cho rằng đường công danh bắt đầu từ gốc bàn tay và kéo dài đến phía dưới ngón áp út. Đường chỉ tay này còn được gọi là đường Thái Dương vì nó nằm ở ngón áp út, chính là ngón tay Thái Dương. Hai là tính chất của đường công danh, giống như đường định mệnh. Trên bàn tay, đường công danh lúc ẩn lúc hiện và không phải ai cũng có. Trong trường hợp này, cần xem xét đường công danh ở những khu vực khác trên lòng bàn tay. Ngoài ra, những người không có đường công danh vẫn có thể thành công, tuy nhiên nhiều khả năng sẽ không được công chúng biết đến.
Những dấu hiệu đặc biệt trên đường công danh cho biết sự nghiệp cụ thể xảy ra trong cuộc đời bạn có thể xem được 3 giai đoạn cuộc đời trên đường chỉ tay này, đó là lúc nhỏ, khi đã lớn và trưởng thành và khi về già. 3 là đặc điểm đường công danh hé lộ đời người, đường công danh sâu sắc, sắc nét cho thấy sự nghiệp của chủ nhân mỹ mãn, gặt hái được nhiều thành công trong mọi mặt cuộc sống. Trường hợp đường công danh bị đứt gãy cho thấy những thăng trầm trong quá trình phấn đấu của bạn, nhưng nếu nỗ lực hết mình cũng sẽ có được thành quả ưng ý. Về đường công danh kéo dài và chạy sang ngón tay út là dấu hiệu cho thấy chủ nhân có danh tiếng trong các ngành nghệ thuật. Phía đầu đường công danh gần với ngón áp út mà chĩa ra như chiếc dĩa ám thì người này có thể thành công, nhưng thành công ấy không mang lại giá trị rõ ràng. Đặc biệt nếu đường công danh tạo thành hình ngôi sao hoặc tam giác ở dưới ngón áp út là người có nhiều khả năng bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu vang dội trong nghệ thuật. Nếu đó là hình vuông thì chủ nhân sẽ gặp quý nhân phù trợ, đó chính là lãnh đạo và quản lý của bạn. Dựa vào những dấu hiệu này trong lòng bàn tay, phụ nữ sẽ biết tương lai mình nên làm gì. Khi xem đường chỉ tay nữ, liệu ta có thể dựa vào những dấu hiệu trong lòng bàn tay để biết mình nên lựa chọn những công việc nào cho phù hợp hơn? Về vận mệnh nằm trong lòng bàn tay của mỗi người, câu nói này không chỉ có ý giúp chúng ta phải dựa vào hai bàn tay mình để tạo nên tài phú, mà thực ra còn có một ý nghĩa nhân tướng học nữa, chỉ ra rằng vận mệnh vốn đã được khắc vào lòng bàn tay ngay từ khi đã được sinh ra. Vậy khi xem đường chỉ tay nữ, ta có thể thông qua đó để biết tương lai mình nên chọn ngành nghề nào thì sẽ có một cuộc sống sung túc và đầy đủ, gia đình hòa thuận. Hãy xem đường chỉ tay trí tuệ ai thuộc típ phụ nữ tài giỏi, được người ngưỡng mộ. Một là dựa vào màu sắc của lòng bàn tay. Theo tướng bàn tay, người có lòng bàn tay trắng thường là người có phúc lộc đại diện cho mệnh phú quý. Có thể là do gia đình có điều kiện kinh tế, người này căn bản không phải chịu cực nhọc và vất vả, chưa từng làm những việc lao động về chân tay, cả đời họ cũng không gặp phải những trắc trở gì quá lớn, lại rất dễ lấy được người chồng giàu có, họ thích hợp với những công việc về văn phòng. Nếu bàn tay có màu hồng, chứng tỏ người này số vất vả, làm gì cũng phải dựa vào sức của mình. Nếu lòng bàn tay có màu xám vàng, chứng tỏ họ có rất ít cơ hội được gả cho người có tiền. Những người này có thể lựa chọn những công việc như giáo sư, thư ký, nhân viên văn phòng hoặc mẫu giáo hoặc nội trợ. Hai là dựa vào vân lý tài. Ở phía trên đường tình duyên, trong lòng bàn tay có một đường vân chạy ngang, gọi là vân lý tài. Xem đường chỉ tay nữ, ta biết được người này có vân này thì thường tỉ mỉ, thích hợp làm việc hơi khô khan nhưng cần tính logic, ví dụ như kế toán hoặc thủ quỹ, giúp giám đốc hoặc cấp trên quản lý về tài vụ, tài chính. Bởi họ có khả năng quản lý về tài chính nên rất khó bị lừa đảo về tiền bạc, thường không thiếu tiền bạc bao giờ. Người như vậy có tính cẩn thận, thích tính toán so đo, có thể xảy ra tranh chấp với người ngoài, có quan hệ bất hòa với người thân, vợ chồng không quá gần gũi. Họ sẽ có thể suy nghĩ lựa chọn những công việc như kế toán và thủ quỹ, thu ngân hoặc văn thư. 3 là dựa vào đường tài vận. Đường tài vận là đường nằm ngay ở phía dưới ngón tay đeo nhẫn, kéo dài theo phương thẳng đứng xuống lòng bàn tay. Nó còn có tên khác gọi là đường thành công. Đường vân này biểu thị cho sự thành công hoặc nhân duyên của một người. Người nào có đường vân này thì làm công việc gì cũng thuận lợi. Họ vốn là người cuộc sống nhung lụa, không phải lo về vấn đề tài chính. Muốn cái gì đa phần là có được cái đó. Chỉ cần có một trong các đường vân này, đảm bảo có số hưởng phú quý vây quanh suốt đời. Họ có thể xem xét và lựa chọn những công việc như nhân viên hành chính, nhân sự hoặc marketing hoặc người phục vụ. 4 là dựa vào mắt vân phượng hoặc dựa vào vân mắt phượng. Vân mắt phượng nằm ở vị trí nối giữa ngón tay thứ nhất và đốt thứ hai của ngón cái. Xem đường chỉ tay nữ, những người có đường vân này trời sinh đã có vận khí tốt, chọn làm việc gì cũng là những việc tốt nhất. Thường thì những người có vân mắt phượng sẽ lấy được chồng tốt, cuộc sống hôn nhân mỹ mãn. Cho dù sự nghiệp không kiếm được quá nhiều tiền thì cả đời cũng không phải lo chuyện cơm áo gạo tiền, con cái ngoan ngoãn và hòa thuận. Họ có thể làm những công việc liên quan đến mỹ thuật hay kinh doanh qua máy tính, mạng và internet. 5 là dựa vào vân tam bảo.
Nếu trên ngón tay có ba đường vân chạy song song với nhau thì gọi là vân tam bảo. Người có đường vân này cả đời không phải lo thiếu tiền. Tính cách của họ cũng thường uyển chuyển nhẹ nhàng, dù không quyết đoán nhưng lại có thể nhận được sự yêu mến của mọi người. Nếu phụ nữ có đường vân này thì thường được gả cho những người đàn ông có tiền hoặc có nhiều người đàn ông đem tiền đến cung phụng. Họ có thể lựa chọn làm những công việc như thiết kế, chăm sóc thú cưng, công chức bán hàng online, vân vân, ít tiêu tiền.